lau chùi làm gì? Trong những mẩu chuyện giáo lý ngắn, Đức Gioan Phaolô Y có thuật lại câu chuyện sau đây. Những người xem thường việc năng đi xưng tội nhắc tôi nhớ đến anh giúp việc của ông Jonathan Swift. Một lần kia, sau khi ngủ đêm trong một quán trọ, ông Swift bảo người giúp việc đem cho ông đôi giày ốm mà ông đã mang hôm qua. Khi thấy đôi giày còn dính đầy bụi đất của cuộc hành trình vất vả xuyên qua những cánh đồng lầy lội, ông Swift nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và bảo anh giúp việc tại sao anh lại không lau chùi đôi giày cho sạch sẽ. Thấy chủ bất bình và sẵn giọng, anh giúp việc hơi áy náy nhưng cũng gãi đầu, ấp úng: thưa tôi nghĩ là lau chùi cũng không ích lợi gì. Vì hôm nay, sau khi ông đi vài dặm đường, đôi giày lại bị dơ bẩn trở lại. Nghe người giúp việc biện luận như thế, ông Swift giả vờ gật đầu đồng ý rồi bảo người giúp việc: anh cho thắng yên ngựa, chúng ta khởi hành càng sớm càng tốt kẻo muộn. Một lúc sau, mọi việc đã được thu xếp xong và ông Swift ra lệnh lên đường. Nhưng người giúp việc chạy vội đến kéo nài: thưa ông, chúng ta không thể lên đường ngay được vì tôi chưa ăn sáng. Ông Swift vừa leo lên ngựa vừa bảo: ăn uống làm gì cho uổng công vì sau vài dặm đường, dạ dày anh lại cồn cào kêu đói. Cũng thế, có nhiều người bảo, năng lánh nhận bí tích giải tội có ích lợi gì. Vì thông thường sau khi xưng tội, linh hồn chúng ta lại bị dơ bẩn trở lại vì những tội tái phạm. Có lẽ họ cũng có lý, nhưng giữ linh hồn thanh sạch một thời gian, dù ngắn ngủi, cũng là một việc nên làm. Lại nữa, những người hiểu đúng nghĩa của phép giải tội và xưng tội đúng cách sẽ được nghiệm thấy là phép giải tội không những rửa sạch mọi tì ố của tội lỗi, nhưng còn hiệu lực giúp chúng ta tránh tái phạm những lỗi lầm thường vấp ngã với mục đích củng cố tình thân hữu của mình với Đức Giêsu và sống trọn tình hiếu thảo cha con đối với Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta dùng cơm xong lại thu dọn ngay những chén đĩa, nồi niêu đã dùng vào sóng chén. Viện cớ là, rửa làm gì cho uổng công, đến bữa ăn sau chúng lại dơ bẩn trở lại. Cũng không ai bảo, giặt quần áo hay tắm gội làm gì cho hoài công, tốn nước. Một thời gian sau thân thể và quần áo lại bị dơ bẩn trở lại. Vâng, Đức Gioan Phaolô Y dạy chúng ta, hãy năng đi xưng tội, dù biết rằng con người yếu đuối hay tái phạm những lỗi lầm mình đã vấp ngã. Và trong lúc lãnh nhiệm phép giải tội, hãy nhớ lời Đức Giêsu bảo người phụ nữ ngoại tình: này chị, những kẻ tố cáo chị đâu cả rồi, không ai lên án chị ư? Ta cũng vậy, ta không lên án chị. Hãy về và từ nay, đừng phạm tội nữa.